Em. Trong video ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập 4 phép tính với phân số. Thầy mời các em cùng ghi đầu bài. Thầy cho ta cùng đi vào một phép cộng. Thầy có ví dụ thứ nhất. Mời Nam đọc đầu bài nào. Em thưa thầy là 2/7 cộng 3/7. Rồi. Quan sát hai phân số cho thầy biết hai phân số này có điểm gì giống nhau. Em thưa thầy là hai phân số này đều có điểm cùng là mẫu cùng nhau ạ. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào? Em thưa thầy là muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử cộng tử, mẫu giữ nguyên. Rồi, cùng với đây. 2 cộng với 3 giữ nguyên 7 và bằng 5/7. Như vậy khi thực hiện xong cộng tử với nhau mẫu giữ nguyên, ta được kết quả là 5/7. Lúc này chúng ta kiểm tra xem 5/7 đã tối giản chưa. Nếu tối giản thì chúng ta giữ nguyên. Như vậy ta thấy 5 và 7 không cùng chia cho số nào lớn hơn 1. Như vậy 5/7 đã là tối giản. Như vậy ta được kết quả bằng 5/7. Như vậy thầy mời bạn Nam nhắc lại quy tắc muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào. Em thưa thầy là muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử cộng tử, mẫu giữ nguyên. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta cùng nhau đi ôn lại phép tính thứ hai. Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này? Em thưa thầy là mẫu số của hai phân số này khác nhau. Khi cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Em thưa thầy là muốn cộng hai phân số khác mẫu số, bước đầu tiên ta phải quy đồng hai mẫu số của phân số. Như vậy bước 1 ta quy đồng mẫu số của hai phân số bằng cách lấy cả tử và mẫu của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai được phân số thứ nhất. Ta lấy cả tử và mẫu của phân số thứ hai nhân với mẫu của phân số thứ nhất ta được phân số thứ hai. Mời bạn Nam quy đồng cho thầy giáo hai phân số nào. 3 nhân 5 bằng 15 và 4 nhân 5 bằng 20 cộng 1 nhân 4 bằng 4, 5 nhân 4 bằng 20. Như vậy sau khi ta được hai phân số quy đồng thì các em sẽ cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số, ta được kết quả bằng. Cũng giống như bài toán trên, khi ra kết quả các em lại kiểm tra cho thầy xem phân số đó đã tối giản chưa. Nếu tối giản chúng ta giữ nguyên, nếu chưa tối giản chúng ta phải rút gọn. Như vậy là thầy đã cùng với các em ôn tập lại phép cộng với phân số có cùng mẫu số và phân số khác mẫu số. Vậy trong trường hợp muốn cộng một số tự nhiên với phân số ta làm thế nào? Thầy có ví dụ thứ ba. Muốn cộng một số tự nhiên với phân số ta làm thế nào? Em thưa thầy là muốn cộng một số tự nhiên với phân số, bước đầu tiên ta phải chuyển 2 bằng 2/1. Như vậy biết số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 cộng với phân số 4/5. Em thưa thầy là bước thứ hai ta sẽ phải đi quy đồng mẫu số. Ta đi quy đồng mẫu số hai phân số với mẫu số là 1 và 5 thì chúng ta thấy mẫu số chung nhỏ nhất là mấy? Mẫu số em thưa thầy là mẫu số chung nhỏ nhất là 5. Rồi, nhất trí. Vậy là 2/1 được quy đồng thành 10/5. Cộng 4/5 bằng 14/5. Như vậy đối với những bạn khá hơn trong trường hợp này chúng ta có thể bỏ qua phước tính này. Vậy nếu bỏ qua phước tính này ta làm thế nào? Em cho thầy là nếu bỏ qua phép tính này thì ta sẽ 2 cộng 4/5 bằng 10. Ta lấy 2 nhân với 5 thành 10 và mẫu số giữ nguyên cộng với 4/5 và bằng 14/5. Và như vậy đây là cách thứ hai muốn cộng số tự nhiên. Vậy trong trường hợp thầy trò chúng ta đã học hồi đầu năm
đó là cộng số tự nhiên với phân số, viết kết quả dưới dạng hỗn số, ta có thể làm như sau. A bằng 2 và 4 phần 5. Các em lưu ý cho thầy ở phép tính này. Như vậy muốn cộng một số tự nhiên với phân số, thầy trò chúng ta có thể làm như sau. Ta viết số tự nhiên dưới dạng phân số, rồi quy đồng mẫu số hai phân số. Và bước này có thể tính nhanh như sau. Ta lấy số tự nhiên nhân với mẫu số và làm tử số, rồi giữ nguyên mẫu số, ta được 10/5 cộng 4/5 cũng như bước này. Và như vậy ta cộng hai tử số với nhau, mẫu giữ nguyên là như vậy. Hoặc ta có thể viết nhanh dưới dạng hỗn số là 2 và 4/5. Vậy trong trường hợp phân số cộng hỗn số ta làm thế nào? Phải có ví dụ thứ tư. 3/8 cộng với 1. Mấy em nào? Em cho thầy là 3/8 và 3/8 và 1. À, 1 được viết dưới dạng phân số có mẫu số là 8 thì bằng mấy? 1 viết dưới dạng phân số là 8 thì ta được 8/8. À, và như vậy lúc này đã trở thành hai phân số có cùng mẫu số. Ta cộng hai tử số với nhau bằng 11/8. À, như vậy các em ạ. Đấy, thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta xong phép cộng phân số với phân số có cùng mẫu số, phép cộng phân số với phân số khác mẫu số và cộng số tự nhiên với phân số, cộng phân số với số tự nhiên. À, như vậy là mong rằng các em sẽ vận dụng được bài toán thầy vừa ôn tập ở trong bài làm của mình. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng sang phần 2, đó là phép trừ. Thầy có ví dụ thứ nhất, 7/9 trừ 2/9. Mời bạn Nam ạ. Em cho thầy là 7 trừ 2/9 bằng 5/9. Như vậy cho thầy biết, thầy vừa củng cố cho em phép tính gì? Em cho thầy là thầy vừa củng cố cho em phép tính phân số trừ phân số. Hay nói cách khác là trừ hai phân số có gì đấy? Có cùng mẫu. À, em phát biểu là muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào? Em cho thầy là muốn cùng hai phân số có cùng muốn mẫu. Trừ. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử trừ tử mẫu giữ nguyên. Ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vậy trong trường hợp mẫu số khác nhau ta làm thế nào? Thầy có ví dụ thứ hai. 7/5 trừ 5/6. Nếu hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Em cho thầy là bước đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số. À, ta quy đồng mẫu số. Em quy đồng giúp thầy nào. Em cho là 7 × 6 = 42. 42 cặp cho nó quen. 5 × 6 = 30. Trừ 5 × 5 = 25. 6 × 5 = 30. À, và lúc này chúng ta sẽ trừ nhầm. 42 trừ cho 25, 2 trừ 5 còn 7. Nhớ 1 là 3, 4 trừ 2 còn 1. Em kiểm tra giúp thầy 17/30 đã tối giản chưa? Em cho thầy là 17/30 đã tối giản rồi ạ. À, đã tối giản rồi. Như vậy em nhắc lại, muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Em cho thầy là muốn trừ hai phân số các mẫu số, bước đầu tiên ta quy đồng mẫu số, rồi lấy tử trừ tử mẫu giữ nguyên. À, như vậy thầy có phép tính thứ ba, đó là số tự nhiên trừ cho phân số. Muốn trừ một số tự nhiên cho phân số ta làm thế nào? Em cho thầy là bước đầu tiên chúng ta viết bằng 2/1 trừ 7. Chuyển số tự nhiên thành phân số 2/1 trừ 7/8. Như vậy lúc này ta đưa về dạng toán thứ hai, đó là trừ hai phân số khác mẫu số, trong đó mẫu số chia hết cho nhau. Vậy thì khi mẫu số chia hết cho nhau, ta chỉ việc quy đồng phân số có mẫu số bé hơn. Ở đây sẽ bằng 8 chia 1 được 8, 8 nhân 2 bằng 10. 16. Vâng. 8 trừ 7/8
16 trừ 7 chúng ta được 9 phần 8. À, như vậy cho thầy biết phép tính thứ ba, thầy củng cố cho các em loại phép trừ nào? Em thưa thầy là phép trừ thứ ba thầy củng cố cho chúng em phép trừ số tự nhiên trừ phân số. Rồi, đấy, muốn trừ số tự nhiên cho phân số, ta chuyển số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1. Đấy, rồi quy đồng hai phân số khác mẫu số, chúng ta được phân số mới. Và nếu như bạn nào học khá hơn, chúng ta có thể làm nhanh bước này như sau. Ta lấy số tự nhiên nhân với mẫu số làm tử số của phân số và mẫu số giữ nguyên. Như vậy ta chuyển luôn sang bước thứ hai này, được chưa? Thầy có ví dụ thứ tư, đó là phân số trừ cho số tự nhiên. Thầy ví dụ thầy có 7 phần 5 trừ đi 2 trừ đi 1. Em cho thầy là bằng 7 phần 5 à, giữ nguyên 7 phần 5 trừ 1 phần 1 à, trừ đi 1 phần 1. 1 phần 1 chúng ta có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số là 5 thì bằng phân số nào? Em cho thầy bằng 5 phần 5 à, viết nhanh sẽ bằng 5 phần 5. Như vậy lúc này đã trở thành hai phân số có cùng mẫu số. Ta chỉ việc trừ hai tử số cho nhau, 7 trừ 5 bằng 2 và 5. Giữ nguyên 5. Như vậy đây là bốn loại phép tính cơ bản của phép tính trừ phân số thầy đã ôn tập với các em, mong rằng các em sẽ nắm được. Bây giờ chúng ta cùng sang phép tính thứ ba của phân số. Theo Nam đó là phép tính gì? Em thưa thầy là phép tính nhân. À đúng rồi, em ghi ba nhỏ phép nhân. Thầy có ví dụ thứ nhất, 4 phần 7 nhân với 1 phần 3. Thầy mời Nam thực hiện nào. Em thưa thầy là 4 nhân 1 phần 7 nhân 3 bằng 4 phần 21. 21, em đọc cũng quên. À như vậy thầy vừa cùng với Nam củng cố lại phép nhân nào. Em cho thầy là củng cố lại phép nhân phân số nhân phân số. Rồi muốn nhân một phân số với một phân số ta làm thế nào? Em cho thầy là muốn nhân phân số với phân số ta lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. À, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, nhất trí. À và cũng giống như phép cộng phép trừ là khi chúng ta ra kết quả cuối cùng các em phải kiểm tra cho thầy xem kết quả cuối cùng đã là phân số tối thẳng chưa. À vậy thì khi nhân một số tự nhiên với phân số thì ta làm thế nào? Thầy có ví dụ thứ hai, 3 nhân với 4 phần 5. Tiếp tục mời Nam nào. Em cho thầy là 3 nhân 4 phần 5 bằng 12 phần 5. À như vậy các em thấy ở phép tính thứ hai đó là dạng bài nào? Em cho thầy là dạng bài số tự nhiên nhân phân số. Muốn nhân một số tự nhiên với phân số ta đã làm như thế nào? Em thưa thầy là tử nhân tử. Lấy số tự nhiên. Lấy số tự nhiên nhân tử. Nhân với tử số. Nhân với tử số. Mẫu số. Mẫu số giữ nguyên. À, nhất trí. Như vậy muốn nhân một số tự nhiên với phân số, ta lấy số tự nhiên đó nhân với tử số làm tử số và mẫu số giữ nguyên. Ở trong trường hợp thứ hai thầy có phân số nhân với số tự nhiên ta làm thế nào? Thầy có phân số 2 phần 5 nhân với 2. Thầy mời Nam nào. Em thưa thầy là 2 nhân 2 phần 5 bằng 4 phần 5. Như vậy đây là ba dạng bài cơ bản của phép nhân. Thầy cùng với các em ôn tập lại. Chúng ta cùng sang bốn nhỏ phép tính cuối cùng, đó là phép tính nào nhỉ? Em cho thầy là phép chia. Phép chia. Thầy có ví dụ thứ nhất, 2 phần 7 chia 3 phần 4. Thầy mời bạn Nam nhắc lại, muốn chia hai phân số ta làm thế nào? Em thưa thầy là muốn chia hai phân số ta chuẩn chia thành nhân đảo ngược. Nói rõ hơn. Em thưa thầy là bước đầu tiên ta chuyển chia
Bước thứ hai, ta muốn chia hai phân số, ta làm như sau. Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Hoặc ta có thể phát biểu như sau. Muốn chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, ta lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai làm tử số. Như vậy thầy sẽ lấy 2 nhân với 4 làm tử số. Rồi ta lại lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai làm mẫu số. Như vậy thầy được 7 nhân với 3 và sẽ bằng 2 nhân 4 thì bằng 8. 7 nhân 3 thì bằng 21. Như vậy chúng ta có hai cách thứ hai, đó là nhân với phân số thứ hai đảo ngược thì sẽ bằng 2/7 nhân với 4/3. Như vậy 3/4 thầy đã đảo ngược lại thành 4/3. Lúc này trở thành phép nhân, chúng ta sử dụng kiến thức của phép nhân bằng tử nhân tử. 2 nhân với 4/7 nhân với 3 và bằng 8/21. Dù cách nào thì cũng cho thầy trò chúng ta kết quả giống nhau. Như vậy thầy vừa củng cố cho em phép tính gì? Em cho thầy là thầy vừa củng cố cho chúng em phép tính phân số, chia phân số. Phép chia phân số. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Hoặc lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai làm tử số. Lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai làm mẫu số. Vậy thầy có ví dụ thứ hai. Thầy có 3/5 chia cho 2. Mời Nam nào. Em cho thầy bằng 3/5 nhân 2. Nào. 3/5 chia cho 2 thì bây giờ sẽ chuyển thành phép nhân thành 3/5 nhân với mấy? 3/5 nhân 1/2. 2 thì đảo ngược lại thành 1/2 và bằng 3 nhân 1 bằng 3, 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy muốn chia một phân số cho số tự nhiên thì ta bằng phân số đó nhân với số tự nhiên đảo ngược. Tương tự thầy có ví dụ thứ tư. Thầy xin lỗi, ví dụ thứ ba. Đó là số tự nhiên chia cho phân số. Mời Nam nào. Em cho thầy là 5 nhân 5. Sai rồi. Như vậy chúng ta vừa học là chia cho phân số là bằng nhân với phân số đó đảo ngược. Vậy chia cho 5/8. Vậy bây giờ sẽ trở thành nhân đúng không anh? 5 nhân 8 sẽ thành 8/5 nhân với phân số thứ hai đảo ngược và bằng 5 nhân 8 bằng 40. 5 giữ nguyên. 40 chia cho 5 và rút gọn được bằng 8. Như vậy thông qua một ít thời gian thầy đã hướng dẫn xong chúng ta với 4 phép tính với số, với phân số. Bây giờ thầy mời các em vận dụng hoàn thành cho thầy các bài tập sau. Tính 3/7 cộng với 1/3, 2 cộng với 3/5, 7/8 cộng với 2, 4/9 trừ 1/3, 2 trừ 5/8 và 7/2 trừ 3. Phép tính thứ 3. 4/5 nhân với 3/7 là 3 nhân với 3/8 và 5/11 nhân với 6. Và phép tính thứ tư đó là 4/7
chia cho 3 phần 8, 2 chia cho 1 phần 4 và 7 phần 9 chia cho 3. Rồi, các em hoàn thành cho thầy và gửi bài cho thầy qua số điện Zalo 0982500313. Chúc các em thành công.